Xin chào các bạn, hôm nay mình đã tiếp tục quay lại với mở hộp đồ chơi điều khiển từ xa. Hôm nay là một cái món đồ chơi khá là lạ và thể loại này chưa có trên kênh của mình. Giá của nó chỉ khoảng 339.000 thôi. Bây giờ mình sẽ cắt băng keo. Tiếp tục cắt băng keo, mở hộp. Và đây là những gì bên trong của chúng ta có. Là cái hộp được đóng gói khá là sơ sài, nhưng mà khi vận chuyển thì không bị móp. Như vậy là mình cũng khá là ưng ý rồi. Thì mình sẽ cắt hộp giấy qua một bên nhé. Tiếp tục cắt băng keo. Mở nắp hộp. Lôi ra. Và đây là gì bên trong của chúng ta. Đầu tiên các bạn sẽ có một cái tay điều khiển. Và tay điều khiển này là sóng 2.4G nha. Cho nên các bạn sẽ chơi nhiều chiếc cùng với nhau được. Tiếp theo là bộ phụ kiện không thể thiếu rồi. Nó có cả luôn pin nữa các bạn ạ. Nhân vật chính của chúng ta, một chiếc mô tô nước. Phiên bản này là con màu cam đen nha. Nó có hai phiên bản màu cam và màu xanh. Rất là chắc và mọi chi tiết mình là thấy làm rất là ngầu, cầm chắc tay. Ngoại hình khá là ưng với chiếc này các bạn. Có đầu tư về mặt ngoại hình. Đây là phần on off của công tắc. Đây là phần bẻ lái trái phải. Còn phía dưới này là bóp vào là tiến, đá lên là lùi. Tay điều khiển của chúng ta sẽ sử dụng hai pin nha. Và phụ kiện là một cây vít, một sạc, hai cục pin, hai cái chân dịch xe cua thuận nghịch. Mình chơi khá là lâu rồi mà lần đầu tiên mình thấy có một khoảng cho anh em thêm pin của tay ít á. Các bạn nhớ siết ốc và cho chặt nhé. Và đây là tổng quan ngoại hình của chiếc mô tô nước chúng ta. Chất liệu được làm bằng nhựa ABS rất thân thiện, không độc hại. Bây giờ mình sẽ mở phần nắp. Phần nắp được làm khá cứng với dùng lực khá mạnh để mở ra được. Cái việc này chống nước sẽ rất là tốt. Bên trong của nó là phần nội tạng của nó đây. Có một cọng dây, cọng dây này sử dụng cho một cái đèn báo LED đó các bạn. Ở phía bên trong các bạn sẽ được chèn thêm một cái tấm xốp để có thể chống nước tốt hơn và hiệu quả hơn, đảm bảo là nước nó sẽ không thể nào lọt vào bên trong được. Tiếp theo đây là phần nội tạng ở phía trong của con tàu của chúng ta đây. Chúng ta sẽ có một cái cục pin xanh lè ở chỗ này. Để mình lấy ra xem là cục pin này đã dung lượng bao nhiêu nhé. Dung lượng của nó là 650 mAh và điện áp sử dụng là 3.7V. Khi chúng ta sạc đầy thì nó sẽ lên 4.2. Ở phần động cơ thì nó sử dụng hai động cơ 3V. Và động cơ này các bạn hoàn toàn có thể độ và thay thế bằng một động cơ khỏe hơn. Các bạn biết động cơ gì rồi đấy. Ở phía đầu chúng ta sẽ có một cái mạch điều khiển. Cái mạch này thì nó cũng nhỏ gọn thôi các bạn, nhìn khá là dẹp. Cái hộp này thì nó sẽ đảm bảo cái việc là khi mà lỡ có nước vào á, chúng ta cũng sẽ không bị hư mạch nha. Nó chống nước từ trong ra ngoài rất là hiệu quả. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại nhé. Ở phần dây nguồn thì các bạn ghim đúng thì nó mới vô nha, còn ghim sai thì nó không vô được. Lắp nắp thì khá khít, khá chặt anh em ạ. Cho nên là cái việc mình nước có thể vào bên trong là mình thấy cũng hơi khó, khá là an toàn.
Thank you.